bấy giờ các bồ tát đại đức thanh văn các ông vua thế gian cùng với quyến thuộc đều nghĩ như vậy cảnh giới của như lai trí hạnh của như lai gia trì của như lai lực của như lai vô ý của như lai tam muội của như lai sở trụ của như lai tự tại của như lai thân của như lai trí của như lai tất cả chư thiên và người thế gian không thông đạt được không hướng nhập được không tin hiểu được không biết rõ được không nhẫn thọ được không quán sát được không tuyển chọn được không khai thị được không nói rõ được không ai có thể khiến cho chúng sinh hiểu rõ được chỉ trừ sức gia bị của chư phật sức thần thông của phật sức oai đức của phật sức nguyện xưa của phật và sức căn lành đời trước sức nhiếp thọ của các thiện tri thức sức tin thanh tịnh thâm sâu sức hiểu rõ rộng lớn sức tâm hướng về bồ đề thanh tịnh nguyện lực rộng lớn cầu nhất thiết trí cúi mong đức thế tôn tùy thuận chúng con và các chúng sinh đủ thứ dục niệm đủ thứ hiểu biết đủ thứ lời lẽ đủ thứ tự tại đủ thứ trụ địa đủ thứ căn thanh tịnh đủ thứ ý phương tiện đủ thứ cảnh giới tâm đủ thứ y chỉ công đức như lai đủ thứ nghe thọ các pháp của phật nói hiển bày thuở xưa như lai tâm hướng cầu nhất thiết trí thuở xưa phát khởi bồ tát đại nguyện thuở xưa thanh tịnh các ba la mật, thủa xưa chứng nhập các địa Bồ Tát, thủa xưa viên mãn các hạnh Bồ Tát, thủa xưa thành tựu phương tiện. Thủa xưa tu hành các đạo thuở xưa đắc được pháp xuất ly thuở xưa làm việc thần thông thuở xưa có những bổn sự nhân duyên và thành đẳng chánh giáp chuyển diệu pháp luân thanh tịnh cõi phật điều phục chúng sinh khai mở pháp thành nhất thiết trí thị hiện đạo của tất cả chúng sinh tu nhập vào sở trụ của tất cả chúng sinh thọ sự bố thí của tất cả chúng sinh vì tất cả chúng sinh nói công đức bố thí vì tất cả chúng sinh hiện hình bóng của chư phật các pháp như vậy xin vì chúng con mà nói bấy giờ đức thế tôn biết tâm của bồ tát nghĩ đại bi làm thân đại bi làm cửa đại bi làm đầu dùng pháp đại bi mà làm phương tiện đầy khắp hư không nhập vào tam muội sư tử tần thân nhập vào tam muội đó rồi tất cả thế gian khắp đều nghiêm tịnh lúc đó lầu các đại trang nghiêm hốt nhiên rộng lớn không có bờ mé kim cang làm đất bảo vương che phủ phía trên vô lượng hoa báu và các ma ni tán khắp trong đó nơi đâu cũng đầy rẫy lưu ly làm trụ các thứ báu hợp thành đại quang mani trang nghiêm vàng diêm phù đàn như ý bảo vương bố trí khắp phía trên dùng đẻ nghiêm sức lầu cao nối nhau đường gác thông nhau kèo mái nối nhau cửa ngạch trói nhau, thềm bực lan can, các thứ đều đầy đủ. Tất cả đều dùng báu đẹp để trang nghiêm, các thứ báu đó đều làm hình tượng trời người kiên cố tốt đẹp, đệ nhất trong đời. Lưới báu mani che phủ phía trên, bên các cửa đều dựng tràng phan, đều phóng quang minh, chiếu khắp pháp giới. Phía ngoài đạo tràng thèm cấp lan can, số nhiều vô lượng không thể nói hết, thầy đều dùng mani làm thành.